Chợ quê của chị Đoàn Di Băng, trời ơi, năm nay lại bắt đầu tiếp tục chợ quê vào ngày mùng 3 nha cả nhà. Không biết là ý tưởng trang trí như thế nào, kể cho mọi người nghe câu chuyện. Năm nay là tiếp tục là chị Băng lại chơi nguyên một con đường, tức là phủ nguyên một con đường nhà bà ở, thì cũng giống như tiêu chí mọi năm thôi, là chợ quê là làm ra để cho con cái của chị Băng, con cái của bạn bè và bà con của chị Băng có một cái ngày thay vì tất niên gì đó thì mình ngồi mình ăn cơm với nhau, thì mình có trang trí. Nói chung là nhà giàu mà người ta có điều kiện thì người ta muốn làm sao người ta làm, đúng không? Vậy thì chợ quê năm nay sẽ là cái phong cách gì? Ta nói tình ngay mà Lý Giang mà Oan Trái, nói chung là có nhiều cái điều khắc nghiệt lắm. Mọi người biết là ngày hôm nay mình đang thi công một cái tiệc khá là lớn ở dưới Trà Vinh, đám cưới cho một cái gia đình xe đạp điện. Mọi người biết là hai ngày nay ở dưới này rất là mệt, xong nay nó đi về mệt quá, xong thôi kệ, trên đường đi về đói bụng quá, cái mình thôi mình tìm kiếm thử, ai ngờ đâu vô cái quán chay này mình ngồi mình ăn. Nói chung là cũng thật ra giống như đi ăn thôi mà bình thường thôi. Ai ngờ đâu vô cái anh chủ này tên là Tâm, bạn biết mình trên, gọi là hay coi mình, các bạn nói trời ơi, gặp tứ ngoài đời, cái nói chuyện anh em nói chuyện với nhau thì biết là bạn cũng là một người khá là giỏi, cũng rất là thích trang trí tỉ mỉ. Nói chung là kiểu cũng cái gu gọi là trang trí ô dè đấy nha, nhiều lắm. Xong hồi góp ý tới góp ý lui, cái mình cũng chỉ qua chỉ lại, nói chung anh em cũng nói chuyện với nhau rất là vui. Mình dụ bạn cho thôi, bây giờ hiện tại tứ đang làm vườn cây rồi đó, mình đang chuẩn bị gọi là xây dựng sửa chữa quán cà phê cho rất là nhiều dự án. Hiện tại là mình đang có rất là nhiều dự án đang chuẩn bị cải tạo quán cà phê cho khách hàng. Sắp tới là có ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1 là mình có làm cho một cái nhà hàng nó rất là lớn từ trong ra ngoài luôn, bằng cây xanh, nói chung là cũng lớn lắm. Mọi người sẽ có thể check in vào dịp Tết này nha. Nhưng mà quay lại câu chuyện là tại sao đến với bạn Tâm này mà liên quan gì tới Đoàn Di Băng mà đăng clip lên nói. Thật ra mọi người biết không, tất cả những cái nguyên liệu mình mua làm chợ quê của Đoàn Di Băng nó giống y như cái hiện tại đang đứng ở đây. Trời ơi, tôi không biết tại sao luôn. Khi mà tôi bước vô cái quán này, tất cả mọi thứ nó hỏi ơi nó giống quá rồi, bây giờ làm sao, bây giờ không biết làm như thế nào luôn, chắc phải đổi mẫu quá chứ tự nhiên ổng mới đi giống ổng. Cái ngồi nói chuyện ra chứ mình nhiều khi ổng nói trời ơi ông Tứ ăn quán chay đây, ông Tứ lấy ý tưởng của tôi, không có nhà mày lấy tưởng quay cả. Nó giận như thôi chứ cuộc sống là những cái cơ hội cho chúng ta gặp gỡ những người và chúng ta có thể có cái cơ hội học qua học lại, và cũng giống như cái những cái sự trải nghiệm. Nhưng mà nói rằng là để mà người ta có tiền làm được cái chợ quê, rồi để người ta có tiền người ta làm nhiều thứ, người ta cũng cực khổ lắm. Nói chung là chị cũng phải thức hôm dậy sớm rồi bán cái này cái kia, nói chung người ta phải rất là giỏi. Thì cho nên là mọi người, tôi mong muốn là mọi người khi mà coi những thước phim mà mình đăng về chợ quê sắp tới của chị Băng làm, thì nếu ai đó yêu thương thì có thể nhìn vào một góc độ rất tích cực, là mang lại đến cho những bạn trẻ, những em bé rất là dễ thương, không sinh ra được cái thời mà chúng ta có được những cái gọi là không khí của cái Tết kỳ xưa. Còn Tết bây giờ nó vẫn có nhiều cái đẹp hơn, nhưng mà Tết ngày xưa thôi, thì mình muốn mang lại lưu giữ là những cái giá trị văn hóa đó, cũng là cho các bé có những ký ức và cái hành trang của con và tuổi thơ của con sẽ lớn lên có một cái hành trang rất tốt từ ba và mẹ, và đó là một tinh thần rất tốt và chúng ta nhìn vào đó phấn đấu. Mọi người có đồng ý quan điểm này của Sam Anh Tứ không? Và hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu thương và đồng hành cùng với kênh của mình nha. Mọi người có nói Tứ miệng mồm hung dữ, thật ra không có đâu, mình hiền dễ thương lắm, chẳng qua ai chọc mình nói thôi. Cảm ơn cả nhà nha, mình là Sam Anh Tứ.